xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay size nữ, đồng hồ thụy sĩ đến từ thương hiệu Squatch. Đồng hồ second hand, hàng đã qua sử dụng, ngoại hình đẹp xuất sắc, mặt của đồng hồ còn trả tia, chiếu lấp lánh như vậy. Rất là đẹp, rất là sang, thiết kế siêu mỏng. Đồng hồ này sử dụng bộ máy thụy sĩ V8. Đây cũng là bộ máy được gắn trên những mẫu đồng hồ thụy sĩ cao cấp khác như là Longines, Omega. Đồng hồ này sử dụng pin nguyên bản, nguyên zin, hoạt động hoàn hảo. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đáy lộ nên các bác có thể thấy được tất cả các chi tiết trên bộ máy của đồng hồ. Sử dụng bộ máy thụy sĩ V8, thiết kế siêu mỏng. Em đeo lên tay mẫu đồng hồ Squatch này cho các bác tham khảo. Rất đẹp đúng không? Rất sang, nhìn rất là độc đáo và rất là lạ nữa. Ngoại hình đẹp xuất sắc, mặt còn trả tia chiếu lấp lánh như vậy. Bộ máy thụy sĩ V8 mà giá bán rất là mềm, chỉ có vài trăm ngàn thôi nha. Đây, quá đẹp. Đeo theo giữa giờ hàng ngày hoặc là mình mua mình làm quà tặng cho những người thân yêu của mình.